Đây là kiện hàng cây vip 10 em gửi cho anh Nguyễn Minh Trí ha. Anh gửi clip này lại cho em. Thì uh, anh Trí uh, không có kiểm tra hàng trước mặt bưu tá thì anh Trí uh, làm như vậy là rất là ok. Uh, em xin uh, xin cái clip của anh Trí gửi cho em. Em đăng lên cho anh em uh, biết cách để đồng kiểm ha. Không không xem trước mặt bưu tá thì anh em cứ vẫn là khui hàng quay cái video như thế này dùm em nhé. Thì khi mà mở ra như thế này thiếu cái gì thì uh, em sẽ giải quyết uh, đền bù cho anh em Còn ví dụ cái nào mà nó bể vỡ thì em sẽ bảo hành cho anh em bằng cách đổi cái khác cho anh em Hoặc là cái nào mà cảm thấy hư hỏng đổi về cũng không làm gì Thì em sẽ gửi luôn cái khác cho anh em Đó đây thì anh Trí anh lấy ra anh quay rất là chi tiết luôn Bao nhiêu bộ dây và Cái cò Đây đây là cái cò mình sẽ gói như thế này anh em à, Trong trường hợp mà anh em yêu cầu lắp sẵn thì em sẽ ghi ở ngoài là À, dán thêm một cái tờ giấy nữa là đồ, đồ gỗ mỹ nghệ anh em nha. Anh em không kìa, không xem. Và về à, cũng mở quay video như thế này giùm em. Còn cái đơn này là cái đơn à, cho xem hàng anh em nha. Đơn này thì chưa ráp, đơn này là cho xem hàng. Thì đây là anh Trí ảnh à, à, mặc dù cho xem hàng nhưng mà ảnh rất là tin tưởng shop và nhận vào nhà rồi mới khui này Anh em nào mà không tin tưởng thì có thể là khui trước mặt bưu tá cũng được cái à, vip 10 này thì à, bình thường em gửi đi em cũng thấy bưu tá họ cũng dễ. Họ không có thu hàng anh em ha. À, một số cái cây bá gỗ thì à, Có cái bá gỗ thì nó hơi nhạy cảm Thì em sẽ gửi riêng cái bá gỗ ra à, Để linh kiện thì anh em cũng được kiểm hàng thoải mái giùm em Mà cái bá gỗ thì à, gửi chung Thì nó thu cái bá gỗ là nó sẽ thu nguyên kiện lớn anh em nha Nên em hay gửi cái bá gỗ thu tiền riêng Thì về mà ví dụ xui xẻo mà à, Cái bá gỗ mà bị thu á Thì à, em sẽ gửi bá gỗ khác cho anh em Và cái miếng gỗ đấy thì em thu trong máy thôi Đó Còn à, À, anh em cũng lưu ý giùm em có nhiều anh em khui luôn ngay trước mặt bưu tá mặc dù là trả tiền rồi được quyền khui khui trước mặt bưu tá thì nó rất là phiền cho shop biết tại sao à, bưu tá nó cũng không làm khó gì anh em hết nhưng mà sau này mà em gửi uh, cái uh, miếng gỗ về địa phương của anh em á, giống như có một anh nào trong xóm anh em đặt đi hoặc là trong cái xã trong cái khu vực của anh em đặt đi thì uh, em gửi em ghi đồ gỗ miếng này như vậy thì bưu tá nó dư biết là trong đó là cái gì rồi nó rất có thể là nó sẽ làm khó shop nha nên là riêng cái bá gỗ hoặc là một số cây mà đã lắp sẵn á Thì anh em lưu ý là đem vào nhà Trả tiền đem vào nhà rồi mới khui ra quay video giùm em nhé Chứ à, em đã ghi rõ là đồ gỗ rồi mà anh em khui trước mặt bưu tá như thế Mặc dù là bưu tá nó đã nhận tiền xong xuôi nó đang còn ở đó nó đứng nó đó, đó nó gọi điện thoại cho cho người khác chẳng hạn ví dụ anh em lại để ngay chỗ đó khui thì thành ra là nó biết à shop này thì ra là lừa lừa bên vận chuyển để gửi mấy cái đồ kiểu này sau này em gửi về địa phương anh em rất là khó. Đó. Thì uh, kênh của em thì bán hàng từ 2016 đến nay cũng đã bảy uh, 700 cái video tới nơi rồi. Thì em bán cũng rất là lâu rồi, à, uy tín thì cũng có rồi. Thì uh, có nhiều anh em như là anh Trí đây thì cũng tin tưởng shop. Thì cứ có cái video như thế này mà gửi ví dụ anh có gửi lại nó em ơi anh mua thêm dây mà sao em gửi anh thiếu hay gì đó hay là em ơi cái laser anh mở lên anh làm mày nó không sáng em vô em xem dùm anh với hoặc là em ơi cái ống ngấm này vận chuyển đi mà nó ném như thế nào mà bây giờ bể cái kính hay gì đó thì có cái video dạng như thế này thì em sẽ giải quyết cho anh em rất là đơn giản thôi em sẽ bảo hành cho anh em được nhá còn uh, trong trường hợp một số anh em mà đặt một số cây như là những cây giá trị cao như vip 12 hoặc là một số cây mà gọi là uh, có đồ nhạy cảm ví dụ bá gỗ đồ thì em cũng sẽ có hình thức vận chuyển riêng à, cây này thì riêng cái vip 10 này mà không ráp á thì em sẽ gửi như này cho anh em kiểm hàng thoải mái luôn nha tùy theo cây mà anh em có thể cọc hay không cọc là tùy theo và một số anh em mà cứ ví dụ như là đặt hàng rồi hủy hay là hỏi rồi à, à, nhùng nhằn nhùng nhằn á thì bên em sẽ nhất quyết là phải cọc bên em mới dám gửi nha còn một số cây mà như cái vip 10 này thì bên em cũng sẽ không yêu cầu cọc còn à, à, ví dụ ráp sẵn thì à, nếu anh em cọc được thì tốt em à, gửi về như vậy có một số trường hợp đặt không cọc đến khi hàng về thì lại kêu là nếu bây giờ không cho tôi xem thì tôi không lấy trong khi anh em đã thỏa thuận với nhau trước rồi là không xem ráp sẵn không xem mà cuối cùng lại nói như vậy thì mấy thành phần đó tránh ra Dùm em có thể mua shop khác chứ tại vì mình người lớn hết rồi mình không thể nói à, hai lời được đúng không Kể cả là những trường hợp đó thì em sẽ xin hoàn về luôn Chịu khó mất vài chục ngàn tiền ship Chứ mà mở ra nhiều khi ông mở ra rồi ông bảo là Tôi không thích nữa tôi không nhận thì cũng chết shop luôn Mở ra lộ hàng mất rồi Rất là dễ bị thu hàng Tại mình ráp nguyên cây rồi mà anh em Thì cái luật mua hàng online thì em cũng đã phổ biến rất là ok rồi Anh em cứ tuân thủ vậy mà làm Để em dễ bảo hành cho anh em Dễ gửi bù hàng nếu mà thiếu cho anh em ha Rồi em xin chào tất cả các anh em nha